Minasan konnichiwa, chào các bạn. Chúng ta tiếp tục đến phần Daidai siêu bằng. Hôm trước là có Daidai Q đúng không? Là dạng bài số 9 đúng không ạ? Đấy, nhưng của cái dạng bài từ chỉ thị có nhớ không? Chúng ta hôm nay bổ sung thêm một bài nữa để có thể làm rõ hơn cách làm của cái dạng bài này. Được chưa ạ? Nào, chúng ta cùng dịch bài trước nhé. Watashi wa shinryusei ni yoku ko iun desu. Kimi tachi wa okane o moratte kaisa de shigoto o oshiete morai kitaerare teiru. 給料をもらうなんて話が逆だろう。会社がもらいたいくらいだ。従業料持ってこい。これ本当に持ってきたらすごいことですが、今のところいません。しかし実際新入生を受け入れる会社としてはそういう感覚でいるわけです。うん、もう前から何年も見たフローンか前のものは。中国の時代 tôi thì đằng sau rất hay nói với các nhân viên mới như thế này. Đấy, nội dung của cái câu mà anh ấy nói đúng không, nó nằm trong dòng vuông này đúng không, là cả câu luôn nên mình không cần phải dịch từ đằng sau nữa nhá, không cần phải dịch sau là nói gì đấy đúng không, nói một cách thế nào đúng không. Như đây là cả câu của nó rồi, tôi nói như thế này. Trong này mình được chia ra này, đó các bạn nhìn thấy VT chưa, chia ra tất nhiên có dấu phẩy này rồi đúng không, trong dấu phẩy tiếp tục chia cái mệnh này ra, nhìn thấy chưa ạ? Đó nào các cậu ấy đúng không, Kimitachi wa là người nhận được tiền này, tôi nhận được lương ấy, sau đấy còn được công ty làm sao nữa đúng không, công ty làm sao được chỉ dạy đúng không, nhận được sự chỉ dạy trong công việc đúng không, công ty lại còn được rèn rũa nữa, cũng được khi thay đổi, được rèn rũa, được trau dồi các bạn nhá, đúng không ạ? Đấy, nói chung là được nhận tiền này, xong bắt đầu được chỉ việc chỗ này, xong được trau dồi rèn rũa này đúng không. Thế vậy trong câu này các bạn là gì đâu, cái hanashi này. Ủa, cái câu chuyện mà rằng mà gì đây, nắng tề được này, chúng ta đang coi thường, đang coi nhẹ là kiểu như là đúng không, lại còn được nhận lương nữa đúng không. Ủa, thứ phải chuyện ngược đời không đúng không, cái chuyện mà các bạn là đã được dạy việc cho, là chỉ việc cho, lại còn được rèn rũa trong rồi mà lại còn được nhận lương nữa thì đúng là nghịch lý đúng không, chữ nghịch luôn các bạn nhé. Ghét cự đà đồ, nhìn thấy chưa ạ? Thậm chí đến mức là gì, công ty còn muốn nhận các bạn nữa không, cứ đây đã đến mức đúng không, khai sở ra một đại tài đúng không ạ? Nào học phí đâu mang đây đi, 10秒 điều ですね, 持ってこい, 持ってきてください, 持ってこい đúng không ạ? Ừ. Nói ra là gì đấy đúng không? Đấy cái điều này, vì cái điều này thế nên là nếu mà các bạn nhìn nhá, đấy mặc dù đấy ok ですね, nhưng mà imasen đó trong câu này nhá, nếu mà đúng thật sự các bạn mang đến thật ý đúng không, không tôi nên một tiki tara thì quay kinh khủng vét nhỏ sự vui cô tôi ですか thì sẽ là điều quá tuyệt vời cho con gì, nhưng tầm này làm gì có ai thế. Imano tokoro đúng không, đấy giờ này thời đại này, imasen, imasen tức là những cái người ý, đúng không, mang tiền đến đúng không, không tôi nên chiêu kiểu điều một tê ki tại hito ga imasen, không có ai mà mang học phí đến cả, đúng như thế còn gì đúng không ạ? Ừ. Nhưng các bạn nhìn nhá, nhưng mà gì đấy, thực tế đúng không, đấy trong dịch tiếp theo chủ ngữ toste với tư cách đúng không, lập trường của một công ty, công ty mà đang tiếp nhận, có cụm từ ukeire được là tiếp nhận những nhân viên mới như vậy thì công nhận là đúng là đúng không, đấy là người ta sẽ có cái cảm nghĩ như vậy, cái cảm giác đúng không là như vậy. Vậy người ta sẽ hỏi các bạn về cái soyu kankaku thế này đúng không, cái cảm giác như thế là cảm giác như thế nào cơ, đấy người ta hỏi bằng gì, nani o sashite iru ka, nhìn thấy chưa, người ta chỉ ra cảm giác gì, cảm giác gì là cảm giác của cái anh này đúng không, mà anh này thì thể hiện bằng cảm giác nào là anh ấy đã nói ra. Vậy các bạn chỉ cần đọc kỹ trong phần này. Đúng như vừa rồi hôm trước mình có nói với các bạn đúng không, là thường thường đúng không, cái điều như thế thì thường thường sẽ nằm ở phía trước, nhưng phía trước ở đây là cái đoạn phía trước các bạn ạ đúng không, vì nó mới thể hiện ra, chứ ở đây vẫn là đang quan điểm của anh ấy này đúng không, vì nhất bài này ngắn nữa các bạn, khi nhìn bài ngắn thì đôi khi các bạn nên cẩn trọng hơn, vì nếu bài dài chúng ta sẽ có thật nhiều những cái căn cứ để bám víu vào nó đúng không, phần trước không hiểu thì có thể đọc phần đằng sau, nhưng nếu bài ngắn thì đương nhiên là ý nó cô đọng xúc tích quá rồi, nó thể hiện tất cả đấy rồi nên bắt buộc bạn phải hiểu từng từ, từ câu một đúng không ạ. Đấy, vậy cảm giác đó là cái cảm giác của anh này này, ở trên này gì, ồ rõ ràng mình dạy việc cho nó đúng không, rèn rũa nó, thế mà nó không trả tiền cho mình thì thôi, mình cũng phải trả lương cho nó đúng không. Vậy chúng ta xem bốn đáp án này câu nào có ý như vậy nhá. 新入社員に給料を払って仕事を学ばせるのは授業料だから仕方がない. Câu này thì có nghĩa là như thế nào đấy các bạn nhỉ? Câu này gì đấy? Đúng không? Mình sẽ trả lương cho nhân viên mới, đúng không? Ok. Và cái việc bắt họ học việc, các bạn nhé, nhìn thấy manabaseru chưa? Đấy, chương tại sai khiến này, bắt họ học công việc ấy, đúng không? Thì là gì nhỏ? Đấy, vì thì đấy chính là học học phí rồi, đúng không? Thế nên là chả cách nào khác, shikatta ga nai.
đúng không? Cái này có đúng các bạn? Trả lương cho họ này xong bắt đầu bắt họ học việc, đấy chính là học phí à? Cái này không phải nhá, vì đấy là học phí rồi đúng không? Đấy, thế nhưng chẳng có cách nào khác cả, đúng không? Không phải có ý như này các bạn nhá. Nó không phải là bắt họ học việc đâu, đúng không? Mà đang kiểu như là họ nhận được sự chỉ dạy cơ mà, đúng không? Chứ không phải mình bắt họ học, đúng không ạ? Tiếp theo, ý thứ hai này, hitori mae no shai ni sodateru tame ni chinyu sain kara okane morau no wa hanashi ga hyaku. Ờ đúng, có là cái cự này câu chuyện ngược đời, nhưng câu chuyện đấy là câu chuyện gì? Đó, chúng ta dịch kỹ đoạn phía trước làm sao nhá. Vì đúng ở trên này là có câu chuyện ngược đời, nhưng ở trên ngược đời là chỉ là câu chuyện được nhận lương thôi, còn ở dưới này thì sao? Để mà có thể nuôi dưỡng một nhân viên thành người các bạn nhé, hitori mae no shai ni sodateru tame ni, một nhân viên thành thạo, thành người đi đúng không? Đấy, thành một nhân viên cốt cán đúng không? Có thể làm việc cho công ty thì đúng không? Ờ làm sao đúng không? Mình sẽ được nhận được cái tiền đúng không từ người nhân viên đó, thì đó là câu chuyện ngược đời. Cái này có đúng không? Mình trả lương cho họ, nhận nhận lương thì mới là ngược đời đúng không ạ? Mà đây là kara các bạn nhé, nhận được tiền từ kara mà từ nhân viên mới đúng không, thì không phải chuyện ngược đời đâu bạn, nên câu này cũng sẽ sai. Câu số 3, shikoto o shiete moratteiru shinryu sein ga jukyo ryo o harawanai no wa sugoi koto da. Cũng có một cái gì đấy rất là sugoi koto ở trên câu này đúng không? Nhưng mà cái sugoi này trong bài mình đọc là gì? À, đứa nào mang thực sự mang tiền học phí đến thì mới là sugoi koto. Trong khi đó cái việc ở đây cái gì sugoi nhỉ các bạn nhỉ? Đúng không? Cái việc mà mình không trả cái tiền học phí, ai không trả các bạn ơi? Những nhân viên mới là nhân viên nào? Đấy, được bổ ngữ phía trước ấy, nhân viên đang được chỉ dạy công việc đúng không? Mà không trả tiền học phí thì làm chuyện rất tuyệt vời. Ô, cô này sai mất tiêu đúng không? Đà mê đẹp chiếu đúng không ạ? Câu số 4 thì chắc là đúng nhỉ, nhưng mình phải dịch kỹ sao nào? Xin như say quá kêu đồ mô đâu, tôi có độ, đâu có độ cả. Cái sản hình chiêu kiểu đều hà đắt tiền mỗi y cư đại đạo. Có nghĩa là gì đây ạ? Nhớ mỗi câu đô có độ cả không ạ? Đô có độ cả đâu mà không phải thế này đâu, mà thậm chí còn phải thế này này đúng không? Những nhân viên mới đúng không? Đấy, làm sao lại nhận học trong sau nhận được lương, sao nhận được lương, thậm chí còn phải là gì đấy nhỏ, trả lương đúng không? Trả cái tiền học phí đấy cho công ty cũng còn vẫn chấp nhận được ấy, hiểu không ạ? Tức là mình nói gì đến việc nhận lương đấy, người ta đang khinh thường cái này là câu chuyện ngược đời mà đúng không? Nên là ok, không nói chưa bạn đến cái chuyện là có được nhận lương hay không đúng không, làm gì được nhận lương, mà thậm chí còn phải đến mức là phải trả tiền học phí cho công ty vì đã dạy công việc cho mình đúng không, rèn giũa mình. Đáp án chính xác sẽ là yong bằng desio, đúng ý này của anh muốn nói luôn đúng không ạ? Và thậm chí mình loại được các phương án 1, 2, 3 phía trên thì mình sẽ khẳng định được chắc chắn phương án chính xác sẽ là số 4 đúng không ạ? Ngày mai quá bài này tự nhiên một bài rất là ngắn gọn như thế này đúng không, thì hy vọng là các bạn sẽ ngoài cái việc là ôi một bài ngắn như này câu này biết tìm ở đâu đúng không, đấy thì rất là khó, thì tuy nhiên là chúng ta sẽ bằng cách là loại trừ những cái câu ở phía câu sai đi đúng không, là mình cũng sẽ ra được phương án chính xác nhá. Nào, chúng ta sẽ cùng cố gắng trong những bài tiếp theo ạ. Hẹn minasan yamata.